Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, dự báo từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 là khoảng thời gian mưa lớn đỉnh điểm ở các tỉnh miền Trung, với lượng mưa 3 ngày từ 220mm đến 400mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét, sạt lờ đất và ngập lụt diện rộng. Đêm mùng 3 tháng 11, sáng sớm ngày mùng 4 tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to và rông. Có nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 3 giờ ngày mùng 4 tháng 11, có nơi trên 50mm như đầm rơi Cà Mau, 105,6mm, Vĩnh Kim Quảng Trị 98mm, Bến Sỏi Tây Ninh 78mm, Kỳ Thịnh Hà Tĩnh 64mm, Thuận An Thừa Thiên Huế 58,6mm, Long Điển Tây Bạc Liêu 53,6 mm. Từ hôm 4 tháng 11, khối không khí lạnh mạnh ở phương Bắc bắt đầu tràn xuống nước ta, kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khiến miền Trung đón mưa lớn đỉnh điểm trong 3 ngày, mùng 4 đến mùng 6 tháng 11. Dự báo từ sáng sớm ngày 4 tháng 11 đến sáng sớm mùng 6 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cục bộ, cường suất lớn trên 150 mm trong 6 giờ. Trong ngày và đêm 6 tháng 11, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và rông, lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Ngoài ra từ sáng ngày mùng 4 tháng 11 đến sáng mùng 5 tháng 11, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm Cũng trong ngày và đêm mùng 4 tháng 11, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Trước diễn biến mưa lớn trong nhiều giờ, dự báo mưa sẽ diễn ra trên diện rộng với lượng mưa tăng dần. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền, điều tiết lượng nước xả về hạ du phù hợp nhằm tăng dung tích phòng lũ của hồ chứa. Trước đó vào chiều mùng 3 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ 8 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 11, hồ chứa thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương bắt đầu vận hành điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 650 đến 900 mét khối trên dây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Mực nước hồ Bình Điền lúc 7 giờ cùng ngày ở mức cộng 77,41 m, lưu lượng đến hồ 230 m khối trên dây, lưu lượng về hạ du 514 m khối trên dây. Trong khi đó mực nước hồ thủy lợi, thủy điện tả trạch thuộc thượng nguồn sông Hương đạt mức cộng 30,09 m, lưu lượng đến hồ 83 m khối trên dây, lưu lượng về hạ du 203 m khối trên dây. Qua theo dõi số liệu báo cáo, hồ Tả Trạch đã đạt mức nước thấp nhất đón lũ, lưu lượng vận hành giảm, mực nước sông Hương tại Kim Long ở mức thấp, cộng 1,3 m nhằm hạ dần mực nước hồ tăng dung tích phòng lũ đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trong những ngày đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền nhằm tạo dung tích phòng lũ đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du những đợt thiên tai trong thời gian tới với dự báo mưa to, mưa rất to. Tiếp theo lệnh vận hành số 01 LVHPCTT ngày 28 tháng 10 năm 2024 và lệnh vận hành số 04 LVHPCTT ngày 30 tháng 10 năm 2024 tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ 6 50 đến 900 m khối trên dây, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng trên 650 m khối trên dây, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 năm 2024. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Bình Điền tổ chức thông báo cảnh báo cho vùng hạ du theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long. Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông hồ, trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Bình Điền. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, tại địa phương này có mưa mưa vừa rải rác, mưa to, có nơi cao hơn như Bạch Mã 152,4 mm, đỉnh Bạch Mã 163,2 mm. Dự báo từ chiều mùng 3 tháng 11 đến 19 giờ mùng 5 tháng 11, tại Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo từ đêm mùng 5 tháng 11 đến mùng 9 tháng 11, tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 300 đến 550 mm, có nơi trên 700 mm. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 500 đến 850 mm, có nơi trên 1000 mm. Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày mùng 4 tháng 11 đến mùng 6 tháng 11, không khí lạnh mạnh tăng cường với nền nhiệt giảm thấp nhất 18 độ, có lúc mưa rào khiến gia tăng cảm giác lạnh buốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trời có mưa rào và chuyển rét. Đây được xem là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Cụ thể khu vực này chuyển nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào. Trong đó ngày mùng 4 tháng 11, trời lạnh với nhiệt độ cao nhất ban ngày giao động khoảng 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 18 đến 20 độ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 11, trời rét với nhiệt độ cao nhất ngày giảm còn 20 đến 22 độ, thấp nhất 18 đến 20 độ. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo những nơi khác ở Bắc Bộ. Theo đó, khu vực có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Đông Bắc Bộ từ gần sáng nay có mưa, mưa rào và rông vài nơi. Trời lạnh, vùng núi và trung du trời chuyển rét. Từ mùng 5 tháng 11, trời rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ đêm mùng 5 tháng 11 có mưa, mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mùng 6 tháng 11, khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, sau đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong tuần đầu tháng 11 có mưa rào trong nửa đầu tuần. Nửa cuối tuần mưa giảm, hầu hết chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 đợt tăng cường mạnh hơn vào khoảng mùng 5 và mùng 6 tháng 11, sau đó liên tục được tăng cường bổ sung cho đến cuối tuần. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ có trục ở vào khoảng 7 đến 10 độ vĩ Bắc nửa đầu tuần nối với những vùng áp thấp trên khu vực giữa hoặc Nam Biển Đông. Từ giữa đến cuối tuần có xu hướng hoạt động yếu dần và bị nén về phía Nam. Một vài ngày cuối tuần lùi hẳn về phía Nam và suy yếu. Chi phối chủ yếu đến thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 2 đến 3 ngày cuối tuần là rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường và khuếch tán về phía nam. Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong tuần đầu tháng 11 có mưa rào trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần mưa giảm, hầu hết chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi. Trong đó, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 11, khu vực chịu ảnh hưởng của hai hệ thống thời tiết là không khí lạnh tăng cường và khuếch tán về phía Nam và rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-12 đến 12 độ vĩ Bắc. Do đó, thời tiết có mưa rào và rông rải rác đến nhiều nơi và một vài nơi có mưa vừa mưa to. Ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 11 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và khuếch tán về phía Nam mạnh hơn, kèm theo đó là những nhiễu động trong đới gió đông gây mưa trên khu vực với khả năng có mưa cả vào lúc sáng sớm, tuy nhiên mưa hầu hết là mưa nhỏ, một vài nơi có mưa vừa. Ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 là thời kỳ không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực Nam Bộ nên mưa giảm hầu hết không mưa và chỉ có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn. Tổng lượng mưa phổ biến sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, hầu hết ở trong khoảng 60 đến 100 mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và hầu hết ở khoảng 27 đến 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 33 độ. Trên các vùng biển thành phố Hồ Chí Minh thời tiết biển có mưa rào và rông, đề phòng lốc xoáy gió giật trong những cơn mưa rông. Gió đổi hướng đến Đông Bắc cường độ yếu đến trung bình, phổ biến từ khoảng cấp 3, cấp 4 và cấp 4, cấp 5 tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo